Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và những video trước thì em đã có giới thiệu qua những cái dòng xe địa hình mountain bike của dòng thương hiệu Đức Sava Carbon với những cái tông màu sport màu đỏ đen. Thì hôm nay em mới về một chiếc Sava màu ghi xanh đá mang thương hiệu của Sava, thương hiệu Đức Carbon model SV550. Và đây cũng là một mẫu dòng mountain bike bên em rất là hot đó nhé, được rất nhiều các bác quan tâm. Dòng mẫu địa hình carbon Sava. Vâng, thì bây giờ em xin vào đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, như các bác đã biết thì bên em đã về rất nhiều những dòng Sava địa hình carbon, thì hầu như là những cái tông màu đỏ đen hoặc là đỏ trắng. Thì đây cũng là một mẫu đầu tiên màu xanh đá đó nhá. Độ mới của xe tổng thể em đoán từ 90-95%. Xe còn rất là mới nhá. Đây là một mẫu dòng xe địa hình của thương hiệu Đức Sava model SV550. Các bác thể lên trên mạng để trang tham khảo thêm. Các bác ghi là Sava Carbon SV550 thì ra cái mẫu model của thương hiệu xe thương hiệu Đức này. Xe có lớp sơn màu xanh ghi đá rất là đẹp các nhé. Đây là một mẫu xe về màu đầu tiên về bên em, rất là lạ mắt. Ở bên trên cái khung xe thì đây, khung làm từ hợp kim carbon rất là nhẹ, giúp giảm trọng lượng của xe, tối giảm của xe. Thì bên trên khung xe thì có cái logo biểu tượng của Sava Design đây. Mà bên đây là tiếng Anh các bác nhé, vẫn là cái dòng chữ tiếng Anh của cái model của Sava. Thì bên trên này thì model của xe vẫn thương hiệu nổi dập bên trên khung xe là SV550 Sava. Đây là một thương hiệu từ Đức, đến từ thương hiệu Đức. Và xe vẫn là đời cao cấp, được chạy với bộ dây âm sườn rất là cao cấp các bác nhé. Màu xanh ghi đá, có thể nhìn rõ màu sơn xanh đá này, rất là lì xe, rất là lạ mắt. Đây cũng là một mẫu đầu tiên về bên em với cái màu tông xanh đá này, carbon. Mà đây cũng là một mẫu mountain bike được rất nhiều các bác quan tâm, mà những giá rất là cao các bác nhé. Hầu như những chiếc xe này về là em về chiếc xe nào là hết chiếc xe đó trong vòng rất là sớm. Đây là dây âm sườn chạy bên dưới ra củ đề đây. Độ mới của xe đánh giá tổng thể từ 90-95% xe. Ở giữa khung xe thì có biểu tượng của dòng Sava Hydro Pacific Mountain Bike model SV550. Các bác ở trên mạng để tham khảo thêm. Và cổ phốt chính hãng của Sava nguyên bản theo xe, cổ phốt và ghi đông tay lái đây, chính hãng nguyên bản theo xe của Sava. Và hầu như những dòng xe bên em về là tàu đầu hầu như là nguyên bản hết. Tay lắm cao su đúc thì có điểm nhấn trên nắm cao su đúc là hai cái điểm bằng nhôm màu vàng ánh rất là nổi bật trên cái ghi đông xe, có thể thấy rõ. Xe được sử dụng với cấu hình rất là cao, đồ Shimano 9 tầng lip Acera, phanh dầu thủy lực. Vâng, ghi đông xe có biểu ngữ của dòng chữ Sava rất nổi bật trên khung xe, trên ghi đông xe biểu hiện chữ M đây, biểu tượng của chữ M của viết tắt của dòng chữ V của Sava. Bên phải em cũng là bên ba tầng đĩa của chính hãng Shimano Acera và cũng được sử dụng bộ phanh dầu ở đằng sau. Đằng trước thì biểu tượng chữ V có dòng chữ Sava, Carrera Aluminium Limited. Đây là khóa sóc, khóa lập sóc, đóng mở lập sóc, cũng là nguyên bản chính hãng theo xe của Sava, sóc xe của Sava có nhá, sóc nguyên bản theo xe, sóc dầu. Xe được trang bị với cặp Mayer nhôm, chính hãng nguyên bản theo xe của Sava, rất là cao cấp. Đây là một thương hiệu lớn về thương hiệu của thương hiệu xe mountain bike đến từ Đức. Thì cái mã số đằng sau, mã vạch chính hãng của xe nằm ở dưới khung xe này các nhé. Dưới khung xe có mã vạch chính hãng nguyên bản của xe. Đấy.
Đây là mã của xe vạch. Còn bên đây là mã mã vạch của giảm sóc còn nguyên theo xe. Tất cả những tem xe là hầu như còn nguyên bản theo xe hết. Xe vẫn còn bụi bẩn, em chưa có thời gian lau chùi đâu. Đơ ma là nó vẫn còn hơi bụi. Mayer nhôm chính hãng nguyên bản theo xe. Sava vành cũng vành của Sava các nhá, vành còn rất là mới. Đây đây là vết bụi đem lau qua cũng còn nguyên xi này, còn rất là mới này, các bạn thấy rõ. Lốp CST chuyên sử dụng dòng địa hình đồi núi của mountain bike. Đây CST chích trước của mountain bike đây, địa hình đồi núi đây. Lốp nguyên bản theo xe còn rất là mới luôn nhá. Đây ga lốp của nó đây còn nguyên. Xe kích thước lốp là sử dụng bộ lốp kích thước 26 x 1,95. Đây là một dòng Sava Carbon mẫu địa hình bên em mới về, mà được rất nhiều các bác quan tâm về những dòng địa hình, giá rất là tốt trong tầm giá các bác nhé. Cọc yên chính hãng của Sava nguyên bản theo xe, cái cài yên cũng của chính hãng Sava đây. Yên xe của Sava nguyên bản theo xe, thì đằng sau thì có một cái lỗ hơi nhất rách nhỏ đấy, không ảnh hưởng gì đến tổng thể của xe cả. Đằng sau yên xe không khung xe thì có dòng chữ Sava carbon, khung carbon rất là cao cấp. Gạt đĩa Shimano Aceda sang được trang bị củ đề Shimano Aceda, trang bị với 9 tầng lip, 3 tầng đĩa cho một của xe 27 tốc độ. Và đằng sau xe cũng được sử dụng với cặp Mayer chính hãng nguyên bản, cặp Mayer nhôm chính hãng của Sava, phanh dầu thủy lực đằng sau, vành nhôm chính hãng của Sava, rất là mới đấy. Đây là rất là vết vết, đây là những vết bụi của xe các nhé, em lau đi là hết. Thì vì thời gian em về nhiều việc đâu mà chưa thời gian lau chùi xe đâu. Đằng sau cũng là cặp lốp của CST mountain bike, cặp lốp địa hình đồi núi, chuyên địa hình đồi núi luôn. Vâng, xe có thông số tra ngang đứng của size xe là size 45, tích hợp các bác từ 1m6 đến 1m7. Vâng, và bây giờ em đi chi tiết cho hoạt động của xe. Xe được trang bị với 9 tầng lip rất là cao cấp các bác nhé, chính hãng của Shimano Aceda. Lên lip này, lip còn rất là mới không nhá. Vâng, xuống lip xe được cũng là được bộ cặp Mayer nguyên bản cho xe, cặp Mayer của Sava, cặp Mayer nhôm Sava, 3 tầng đĩa chính hãng. Xuống lip rồi, lên lip đây, chuyển động rất là mượt mà và trơn tru, và hầu như xe không có lỗ chi tiết nào cả. Và đây là một mẫu Sava Carbon model SB550, có thể lên trên mạng để tham khảo thêm. Màu xanh đá bên em mới về. Vâng, xe có giá rất tốt bên em là 7,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709943 hoặc lên YouTube tìm kênh xe đạp, nhấn đăng ký theo kênh. Vâng, hẹn các bác vào trước ngày mai.